Mùa hè vừa qua là một mùa hè tương đối mất mát đối với Barca khi mà họ phải chia tay một trong những công thần vĩ đại của mình, Sergio Busquets. Mỗi khi nhắc đến Barca có lẽ người ta chỉ nhớ Messi, Neymar, Iniesta hay Xavi, những ngôi sao tấn công siêu hạng. Nhưng để những đôi chân ấy vẽ ra những đường bóng tuyệt vời, có lẽ phải nhắc đến Sergio Busquets, một mẫu cầu thủ cống hiến thầm lặng. Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới, với lối đá thông minh, năng nổ, kiểm soát bóng điêu luyện. Sự ra đi của Busquets để lại một khoảng trống rất lớn, khiến cho ban lãnh đạo của Barca phải gấp rút đi tìm một người thừa kế xứng đáng. Nhiều cái tên đã được nhắc đến, thế nhưng cái tên tiềm năng nhất trong số đó phải kể đến Joshua Kimmich. Tuyển thủ người Đức đã khẳng định được đẳng cấp trong quãng thời gian khoác áo Bayern, và đặc biệt là anh có thể đá ở nhiều vị trí, một điều mà huấn luyện viên Xavi Hernandez rất yêu thích. Đã có nhiều diễn biến xảy ra trong suốt kỳ chuyển nhượng vừa rồi. Có những lúc tưởng chừng như Kimmich đã cập bến Camp Nou khi mà nhiều nguồn tin cho rằng cầu thủ này rất hứng thú với viễn cảnh được chuyển tới đội bóng Tây Ban Nha để tìm kiếm thử thách mới. Thế nhưng có thể là vì những khúc mắc về tình hình tài chính của Barca cộng với mức giá mà Bayern đưa ra quá cao đã khiến cho thương vụ không thể xảy ra. Cuối cùng thì Barca đã đưa Ilkay Gundogan về với một bản hợp đồng miễn phí. Thế nhưng có vẻ như đội chủ sân Camp Nou vẫn chưa từ bỏ thương vụ này, khi mới đây một vài nguồn tin đã cho biết Barca sẽ quay trở lại đàm phán với Bayern để có được Kimmich trong mùa hè này. Vậy thì tại sao mà Barca lại mê mệt cầu thủ người Đức như vậy? Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí lúc mới tiếp nhận chức vị thuyền trưởng của Barca, Xavi Hernandez đã chia sẻ thế này sau trận thắng nhọc nhằn Elche 3-2 ở vòng 18 La Liga mùa giải 2021-2022 như thế này: đội bóng đã đánh mất lối chơi kiểu mẫu của Barca và chúng tôi phải đưa nó trở lại. Tôi đã không ở đây 6 năm. Barca hiện tại có những vấn đề về mặt chiến thuật khiến tôi ngạc nhiên. Tôi không ở đây giai đoạn vừa qua nên không biết ai chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng nó đang khiến công việc trở nên khó khăn. Phần lớn cầu thủ không hiểu cách chơi theo vị trí. Barca có những cơ chế chiến thuật mà tôi hiểu được từ năm 11 tuổi. Nhưng một số cầu thủ đội 1 hiện nay chưa làm quen với nó. Cũng theo Xavi chia sẻ, Barca cần trở lại với lối chơi như thời kỳ hoàng kim ở giai đoạn 2008-2015. Và để trở về thời kỳ huy hoàng đó, Xavi cần những cầu thủ có tố chất tương xứng để vận hành lối chơi mà mình mong muốn. Hiện tại bộ khung của Barca đang dần hoàn thiện với những cầu thủ trẻ rất tiềm năng. Ví dụ như Gavi, Pedri, những cầu thủ được cho là những Xavi hay Iniesta mới. Thế nhưng với sự ra đi mới đây của Busquets, Barca đang thiếu đi một tiền vệ phòng ngự đủ đẳng cấp để có thể tạo nên một hàng tiền vệ chất lượng. Ở Busquets, người ta thấy một anh chàng với vóc dáng mảnh khảnh và họ cho rằng anh không thể đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Thế nhưng ở Busquets, người ta được thấy độ quái cũng như sự tinh tế đến đơn giản trong những pha xử lý bóng. Busquets đá tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, chưa bao giờ anh ham tham gia tấn công mà bỏ quên công việc của mình. Anh đá thấp nhất ở hàng tiền vệ gần với cặp trung vệ, bởi thế với nỗ lực của mình, anh đã làm giảm tải áp lực cho tuyến dưới rất nhiều. Guardiola, người đã huấn luyện Busquets khi anh còn ở đội B và chính ông cũng là người đã đưa anh ấy lên đội hình chính thức vào năm 2008, cũng đã dành những lời khen ngợi cho cậu học trò của mình. Cậu ấy là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới mà tôi từng biết. Không còn nghi ngờ gì nữa, Barca đang sở hữu một cầu thủ vô giá. Vậy thì những điều vừa kể ở trên thì có liên quan gì đến việc Barca muốn có Kimmich? Đầu tiên hãy nhớ lại một chút về lúc mà Sergio Busquets ra đi. Chính anh là người đã đề xuất cái tên Kimmich như một ứng cử viên sáng giá để thay thế mình. Không ai khác ngoài Busquets hiểu rõ lối chơi ở Barca vận hành như thế nào. Thế nên việc anh đề cử một ai đó để thay thế mình hoàn toàn có sức nặng khiến cho đội ngũ tuyển trạch của Barca phải lưu tâm. Huấn luyện viên Pep Guardiola trong quãng thời gian làm việc ở Bayern Munich đã từng chia sẻ với Kimmich như thế này: "Tôi yêu Joshua, cậu ấy có tất cả mọi thứ để chơi mọi vị trí mà cậu ấy muốn. Joshua rất thông minh, quyết đoán trong tranh chấp, mạnh mẽ khi không chiến, tầm nhìn và chiến thuật tuyệt vời để biết khi nào nên tiến về phía trước hay lùi lại về phía sau." Như Pep đã nói, Joshua Kimmich quá thông minh để có thể đáp ứng mọi yêu cầu của huấn luyện viên, từ chiến thuật cho đến vị trí thi đấu. Thời mới bước chân vào lò đào tạo trẻ, Kimmich được đào tạo để trở thành một hậu vệ cánh. Đến khi chuyển đến Leipzig, anh thi đấu như một tiền vệ trung tâm. Với việc chuyển đến Bayern, Kimmich đã mở ra một trang mới trong sự nghiệp của mình khi mà ở đây anh đã gặp được Pep Guardiola. Trong các buổi tập, huấn luyện viên người Tây Ban Nha luôn giúp Kimmich cải thiện khả năng nhận thức về không gian, đồng thời các bài tập liên quan đến việc phản xạ để đối phó với những tình huống chuyển đổi trạng thái bất ngờ ở trên sân cũng được Pep mang đến cho Kimmich. Trong mùa giải cuối cùng của mình tại nước Đức, Pep Guardiola đã mài dũa Kimmich bằng cách cho cầu thủ người Đức chơi nhiều vị trí khác nhau như hậu vệ phải, trung vệ, tiền vệ trung tâm và cả tiền vệ phòng ngự. Đáp lại kỳ vọng của Pep, Kimmich phát triển không ngừng và trở thành một cầu thủ hoàn hảo, có thể chơi ở mọi vị trí trên sân. Việc chơi được ở nhiều vị trí giúp cho Kimmich rất nhiều trong việc hiểu các đồng đội của mình cần gì. Vị trí tiền vệ phòng ngự là vị trí mà Kimmich chơi nhiều nhất kể từ khi khoác lên mình màu áo của Hùm Xám.
Anh đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa của nhà đương kim vô địch nước Đức và trở thành một mắt xích quan trọng trong việc chuyển đổi từ trạng thái phòng ngự sang tấn công. Khi so sánh với những thông số tranh chấp tay đổi, phá bóng đánh chặn với những tiền vệ phòng ngự nổi bật nhất châu Âu, Rodri, Casemiro và Fabinho, Kimmich không thua kém bất kỳ cái tên nào. Hơn thế, ở các tình huống tấn công, Kimmich cũng tỏ ra nổi bật ở khoản kiến tạo, chuyền dài và cả những đường chuyền ở 1/3 cuối sân của đối phương cho đồng đội. Chính những phẩm chất cũng như lối chơi linh hoạt đó khiến cho Barca rất muốn có được cầu thủ này như một sự thay thế hoàn hảo cho Busquets. Nếu chuyển đến Barca hiện tại, có thể Kimmich sẽ có vai trò tương tự như Oriol Romeu. Hoặc nếu chơi bên cạnh Frenkie de Jong, anh sẽ chơi lùi sâu để cho người đồng đội của mình thi đấu tự do hơn. Nếu thi đấu bên cạnh Romeu thì mọi chuyện sẽ ngược lại, khi Joshua sẽ tự do hơn để hoạt động bên phần sân đối phương, việc mà anh cũng làm rất tốt. Bên cạnh những yếu tố về mặt chuyên môn, những yếu tố khác cũng khiến cho việc Kimmich chuyển đến Barca trở nên khả thi hơn. Đầu tiên, hợp đồng của cầu thủ 28 tuổi với Bayern chỉ còn thời hạn đến năm 2025. Tình hình hiện tại chưa cho thấy hai bên sẽ ký kết vào một bản hợp đồng gia hạn. Chính vì thế mà đến hè này, Bayern sẽ gặp áp lực phải bán nếu như không muốn mất trắng cầu thủ của mình. Hơn thế nữa, ở mùa hè vừa rồi, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã rất muốn mang về một tiền vệ mới. Tuy nhiên, thì ban lãnh đạo hùm xám không đồng tình với ý kiến này bởi họ tin rằng Joshua Kimmich vẫn đang làm rất tốt. Dù vậy, Tuchel lại không muốn sử dụng sao tuyển Đức ở vị trí tiền vệ phòng ngự, mà muốn để anh chơi thiên về tấn công nhiều hơn. Ông nói, Joshua là một cầu thủ khó tầm nhìn và chơi rất kỷ luật. Cậu ấy mang đến rất nhiều chất lượng trong đội hình, nhưng cậu ấy không có DNA của một số 6. Cậu ấy muốn chơi tự do, muốn giúp đỡ đồng đội và có mặt ở mọi nơi. Thậm chí trong một cuộc nói chuyện cá nhân, Tuchel đánh giá Kimmich khiến lối chơi của đội chậm lại và kém linh hoạt. Và thực tế là ở hè vừa rồi, suýt chút nữa Bayern đã có được Pahinha và Tuchel được cho là rất muốn chiêu mộ anh chàng này ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Chính những điều này đã gây nên những khúc mắc trong mối quan hệ giữa Tuchel và Kimmich, và đây hoàn toàn có thể là một trong những lý do châm ngòi cho sự ra đi của Kimmich. Có thể thấy Barca đang nắm được nhiều lợi thế và rất có khả năng sẽ chiêu mộ thành công tiền vệ của Bayern. Tuy nhiên, mức giá của Kimmich sẽ là một cản trở khá lớn khi anh chàng này đang được Transfermarkt định giá lên đến 80 triệu euro. Chưa rõ mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào trong kỳ chuyển nhượng sắp tới của Barca. Song nếu sở hữu được Kimmich cùng với sự góp mặt của Gundogan, hàng tiền vệ của Barca sẽ rất đáng xem. Khi ấy, hàng tiền vệ của đội chủ sân Camp Nou sẽ có được sự kinh nghiệm kết hợp với sức trẻ của những ngôi sao như Gavi hay Pedri. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ tạo nên được những điều tuyệt vời khi mà dưới bàn tay dẫn dắt của Xavi, rất có thể Barca sẽ trở lại như thời kỳ đỉnh cao mà họ đã từng thống trị bóng đá châu Âu. You are